Đây là một trong những chai nước hoa rất kén mũi người dùng, nhưng bạn thích một cái vai mùi theo kiểu nồng ấm, cay, có một chút gia vị. Và bạn phải có một cái gu thưởng thức nước hoa. Đặc biệt bạn nên sở hữu chai này, nó sẽ có 3 mùi hương: nhang, khói và trầm hương. Không ai khác, đó chính là Intulumen của nhà Amos. Intulumen với tông vị cây nồng của gia vị, trầm ấm và gỗ như tái hiện hình ảnh người đàn ông hiện đại. Càng về sau, người đàn ông này càng nhấn mạnh vẻ cá tính và sự khẳng định của nhang, trầm hương và gia thuộc. Điềm tĩnh nhưng vô cùng đám gờm, ấm áp nhưng vô cùng mãnh liệt. Chỉ những quý ông tham vọng và tài giỏi thực sự mới có thể mang lên mình sức mạnh của Intulumen. Nói về hiệu năng của chai này, chắc chắn một điều, đây là một chai nước hoa có độ ẩm tỏa cực kỳ tốt, lưu hương trên da trên 12 giờ. Và nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một hương theo kiểu nhẹ nhàng, thì chắc chắn một điều, đây không phải là sự lựa chọn dành cho bạn. Đây chính là sự lựa chọn dành cho những người đàn ông thích sự thu hút và nổi bật giữa đám đông, thì bạn nên sử dụng chai này.